Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh COVID-19, song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng Bộ, Chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố Sông Công trong 9 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo giá so sánh năm 2010 đạt 7.200 tỷ đồng bằng 65,3% kế hoạch, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt trên 4.300 tỷ đồng bằng 76% kế hoạch, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 107,6 triệu USD bằng 55,4% kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực kê có hạt đạt gần 23.000 tấn bằng 100,6% kế hoạch, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2020 thu ngân sách ước đạt trên 293 tỷ đồng, bằng 117,8% kế hoạch tỉnh giao, bằng 93,4% kế hoạch thành phố giao. Cùng với đó, lĩnh vực giáo dục, y tế, công tác, an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả, tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Những tháng cuối năm, thành phố Sông Công tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch hiệu quả, trong đó tập trung giả soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021, dự báo các chỉ tiêu khó hoàn thành, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, các xã phường giả soát kế hoạch gieo trồng các loại cây trồng vụ đông năm 2021, đẩy nhanh tiến độ huy động các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.